Hôm nay có cô Hân với cháu ngoại gửi mà biếu anh 500 ngàn. Cô Hân với cháu ngoại nha. Cô Hân với cháu ngoại gửi tặng biếu ông Tư 500 ngàn. Anh thật cảm ơn cô Hân. Biếu ông Tư uống trà. Ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Hết mũ rồi, giờ cái chỗ đó nó cứng rồi, nó lành rồi. Bữa nay nó dùng lên gần rồi đó Tâm. Ừ, vết thương bên đây bặn rồi kìa, vết thương bên đây nè. Bặn rồi. Đâu, nghe lết thật rồi đó. Bữa nay chỗ cái mấy cọng gân ở trên cái mu bàn chân nó chảy máu rồi Tâm. Dạ. Nó tại vì nó kéo cái da non của mình. Kéo da non nó lành rồi đó. Kéo da non mình nó mình cử động rồi nó thấy ra máu. Bây giờ nó đang lành, ông đừng nhúc nhích nhiều là nó động nó lành chậm lắm. Nhích rồi. Ừ. Mình nhiều khi nó đang lành rồi đó. Quá im mà quá tốt rồi đó. Ở bên đây bữa nay bằng luôn rồi kìa. Đó, thấy không? Bữa hổm nó hở xa ghê luôn, bữa nay nó bằng luôn rồi. Nó liền luôn rồi đó. Quên nó bông tâm hết mẹ nó vậy. Mẹ ơi. Ông Tâm qua còn bịch à. Nãy ơn. Nè, hôm nay có cô Hân với cháu ngoại gửi mà biếu anh 500 ngàn. Đây, cô Hân với cháu ngoại nha. Máu này máu bầm không biết rồi. Nó gồm. Máu nó máu độc. Mà bữa hổm mình ăn ra nó hết rồi. Ừ. Đỡ rồi. Ừ. Kéo ô cái này nó đỡ 70% rồi. Phải á. Được máu bầm đâu có máu. Nếu nước tiêu đầu cũng nước vàng. Vô chút xíu nữa ta mà. Bự bự ăn chút á. Hoàn sức cốt này nè cho nó. Ừ, bự bự đi, bự bự như hổm tôi gạch vậy đó. Đừng cho nó dễ ra nước nó mau lành lắm. Còn mình làm nhỏ nhỏ nó chậm ra lắm. Hết rồi. Ừ. Bị bây giờ nó đang lành mà. Dạ còn cái nước không chứ nước vàng chứ không có nước máu. Thì nước vàng bây giờ nước vàng nó ra. Rút rồi. Dạ. Tạm bí lại không có nước vàng chảy luôn. Cho nó ra cho nó xẹp xuống là hết luôn đó. Đúng rồi, nó kéo dài rồi thịt cũng lành luôn. À rồi, ở chỗ cái mắt cá này lành luôn ha. Chỗ đó dưới cọng gân nó hở xa lắm. Sầu quá. Ừ. Cô ở sao nó gom gom lại rồi kìa. Lúc là nó gom. Ừ, nó gom lại. Quá im. Nước nó bao bao đó. Mới nước vàng, lúc ra không được, không có miệng ra được. Ừ. Nó đọc cũng nghe nó làm miệng chút xíu, nhỏ nhỏ là chút nữa nó làm được. Không phải như dầu vậy đó. Không. Xíu không? Đã ngứa không? Đã ngứa không? Bác sĩ ông nặng mà ông hỏi nghe đã không? Đã ngứa không? Đỡ rồi, dài đỡ lắm rồi. Để mổ rồi.
nhất nhiều cũng được. Im lắm rồi, giò bữa nay em im lắm rồi. Bởi vậy ai nói mới ngày hôm qua kia bị có con ca không biết ở đâu điện tôi nè, nó bị con rít mà tôi la chắc con ngô công cắn rồi đó. Cắn ở trên đầu này nè, sưng hết trơn mặt luôn rồi. Tôi kia chở tới ông Tư liền đi, đặng ông Tư ông đắp thuốc. Ở bên Đồng Tháp á, mà la bác sĩ không cho đi rồi. Bị gắn lục đuôi đỏ cắn mà nó ra máu miệng luôn. Rồi giờ xin qua đây cho ông Tư trị mà vài bữa mà không cho đi. Chừng nào trúng viện hoặc xuất viện mới đi được. Chưa lấy được trăm củ lấy gì đi. Nay cũng vậy nè. Chưa cái bệnh nó qua ông Tư vài bữa hết rồi, lục đuôi đỏ nhẹ mà. Chưa lấy được tiền mà, lấy được ít mà. Không cho đi giờ người ta đâu có dám đi. Như ông này nè, lúc đầu không cho đi đó. Mình ra mới ra nông nổi này nè. Mà cái đông bệnh viện nó cho ông nằm cũng cần sớm. Phải cho đi cái giò không đâu bị gì đâu. Cái này nó thịt dưới nó khô lên đó. Im rồi. Đau hả? Đau rồi đó, dắt này đau rồi. Rồi được rồi Tâm ơi. Máu máu nước không à, nước vàng không à, hết mũ rồi. Chào tiền cho ông Tư luôn. Ông Tư hôm nay có cô Hân với cháu ngoại gửi tặng biếu ông Tư 500.000. Anh thật cảm ơn cô Hân. Dạ. Biếu ông Tư uống trà. Ở đâu? Dạ ở Sài Gòn. Hôm bác sĩ Sài Gòn 8 giờ cũng ghé lại. 7 anh em nó bệnh tới bây giờ 4 năm nay nó mới ghé lại thăm. Dạ. Bác sĩ hả ông Tư? Bác sĩ. Dạ. Rồi nó cho thuốc tiểu đêm. Nó chiêm khoa dìu khoa đó. Dạ. Vết thương bữa nay con thấy chỗ mắt cá nó liền lại đó ông Tư. Quá im rồi. Nó toàn thịt. Dạ. Nó đã tái tạo da non hả ông Tư? Tính ra thằng này chắc có thể lâu hơn cái thằng ở Đình Đình Sơn. Dạ lâu hơn Đạt hả ông Tư? Ừ lâu hơn Đạt. Vậy là bị chắc... Đạt người ta mổ lắp người ta liền hết rồi. Dạ. Nó không lỡ lép như thằng này. Vậy là hôm nay chắc cỡ hơn tuần nữa mới có cái về được hả ông Tư? Chắc vậy quá. Dạ, hơn tuần nữa. Tính ra nó hơn tuần mà rốt cuộc chắc hơn Đạt rồi. Dạ, bị gì vết thương ổng nó không có lành, nó lâu lành đó ông Tư. Chế độc bây giờ lấy ra chắc cũng gần hết rồi hả ông Tư? Gần hết rồi. Dạ. Lấy ra hết độc bắt đầu nó lành mau rồi. Ngày đầu xuống đây là cái xương đen thì luôn. Ừ, ngày đầu xuống cái xương nó đen luôn mà. Bữa nay trắng là cái gân chứ không phải xương. Nó kéo da non ra hay gì Tâm? Dạ. À, nó đi chợ mua đồ gì ăn, có bánh gì ăn không? Thẳng coi nè, quan nè. Gần cũng tháo rồi. Đổi gì lắm mà kìa. Giờ đổi lại rồi. Ừ. Im rồi. Ông Tư nói cả hơn tuần nữa đó. Nhiều
Chán cho hết luôn chứ vậy. Ừ, cho nó hết luôn đặng mới đi về làm ăn gì được. Đi làm về làm ăn chứ. Rồi sao bà xã hôm nay ở nhà có đi cắt con bò cho con bò hả ha anh? Còn, con bò cũng đi cắt chứ. Có đi cắt ha. Ừ. Tới ông về chắc ông bỏ ông nhôm. Còn sống được rồi. Này kéo ra dài. Ừ. Này thấy nó bằng bằng lại rồi đó Tâm. Nó hổm ngầm gần nó dưới thịt nó rời nhau. Bữa nay liền lại đó. Vì mấy cái này mình đâu có gấp được, nó từ 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 nó lết qua đây rồi, bên đây nó mới lết qua đây rồi. Nó nói hỏi tụi con có cục rạp, nó quên đem cục rạp theo. Nó hứa nó cho dao mổ dao này kia dĩ kiến ấy kiến lúc cho đừng nhìn đằng đầu rồi. Đèn này không có pin nó sạc không. Pin nằm trong này nè. Cục sạc, cái ghim sạc cho nó. Đó, không tưởng đâu ai. Sạc từ cái bồn sạc. Chạy qua. Cái cục sạc điện thoại mình đó ông Tư. Được không? Được, rồi theo điện thoại mà thứ của ông rồi đó. Ghim vô. Chui điện thoại á. Ừ. Chui điện thoại mà loại chui nhỏ đời trước á. Nào được rồi, còn đang có chui nhỏ nè. Ừ. Rồi cô đang mà. Chui dẹp nhỏ đó, đang. Cô đen chưa dẹp nhỏ đó. Bốn năm nay rồi đó lên bác trừ bệnh đó, rồi bốn năm nay nó là rồi đúng rồi nè nó nè. Rồi tới nằm sắp xuống làm thịt. Con đút vô nó vô thôi mày quậy quậy cái nó vừa luôn rồi. Mình có điện không? Wow, bữa nay nó dùng lên rồi kìa, nó liền tới cây gân rồi kìa. À, bữa hổm cây gân dưới cái ừ. Hai tuần rồi, cỡ 1 tuần nữa. Cọng gân nó ổng ra 2 cọng gân nó rời ở đó. Ừ. Bữa hổm cọng gân nó rời dưới cái thịt ở trong luôn. Bữa nay liền lại đó. Nó bóc rồi bữa nay cũng rồi, nó bóc luôn. Ừ. Quá ấy mà ơi. Cái này đừng có cử động nhiều là nó ra máu không? Dạ, mình có đi tốc có đi đái rồi có đi. Đi nếu mà đi đừng có bước cái giò đó. Ừ. Gắn dở cái giò này lên chứ không á. Ừ, dở lên luôn. Với lại ông nó đang kéo cái da non mình á, mình động cái là nó ngọt đóng mình lại. Hạn chế cử động đi bị gì cái gân nó đang lành đó. Ông động cái gân đó cái nó chuẩn bị lành cái ông làm nó hở ra nó lâu lành lắm. Chạy đi mua cái ống mà 34 đi đặng chuyền ổng ngồi đây ổng đái luôn. Khỏi đi nữa. Đây là từng lần là thấy luôn cái đây nè. Con nhỏ này nè. Con nhỏ này cũng cả nó cũng chín lúc nó nước ra nè. Rồi bạn ơi. Im rồi. Lần trước mắc cá chứ. Ừ. Ừ, mắc cá nó lần trước á. Con nhỏ cũng nhẹ hơn. Ừ. Bác sĩ nhưng mà nó khoái đồng y. Bảy anh em trai bác sĩ hết. Bữa nay là lành 80% rồi. Nó cái lỗ đó bữa nay thịt nó dung lên dưới gân luôn rồi đó. Dính lại rồi. Dính lại đó. Bữa hổm nó không có dính. Bữa rồi luôn. Nhớ vợ lắm rồi. Cho vợ tôi lấy cho thằng thú uống. Chiếc đầu hả? Quá trứng. Được rồi, gửi gì được rồi. Khô này khô gáo vậy. Ừ. Này im lắm rồi. Chạy máu luôn rồi, trời ơi, thật. Được rồi, tao tao.
gãy ngay chỗ cái nản nặng ra. Này lấy đồ gói lại chút xíu cho muốn viên một nữa. Ừ. Như đầu đó, đầu nữa. Nó kiếm cho bọc á. Bữa nay giò nhìn thấy đẹp hơn bữa mới xuống quá nhiều. Được rồi đó Tâm ơi. Thấy ở phía sau mà nó làm vậy là hiệu quả quá tốt rồi. Dạ. Hết mũ rồi, giờ cái chỗ đó nó cứng rồi, nó lành rồi. Bữa nay cái gân mình nhìn thấy nó còn nhỏ lại đó. Ừ. Nó thành lại rồi. Ừ, nó bằng lên rồi đó. Còn đi nó lật bằng giò. Sao là. Ừ. Đúng rồi. Tình sao là nó lầy nữa luôn. Nó nhiều máu nó bự. Đụng. Mới bây giờ vậy đó, bây giờ nằm ngang không à. Chuyện lưu như bánh ít rồi nè. Hết luôn. Con gánh ra hoài vậy đó. Ai mới gánh ra vậy chứ không có đâu. Hết sức kéo rồi hết. Ừ. Và nguyên đây nó kéo mỗi lần này, mỗi lần rải nữa không anh. Đau thì ông nghe dưới cái mặt đó đó. Đây rồi đúng rồi. Đúng rồi. Mấy cái này là thấy đỡ là hả? Hôm qua không đưa chú bịch đâu, không đưa chú bịch đâu. Bơ đây này kia đâu? Nghe làm rồi. Hai kéo nhiều. Để giờ hỏi nha. Có cái cổ thịt gì mà ăn sao này nè. Ăn sao nó làm đỡ chưa? Chưa rồi. Nó còn lỗ sâu rồi. Nó sâu quá. Giờ cũng đang rơm rồi. Chắc khỏe dữ rồi đó. Khỏe dữ rồi.
Nhật có cái chuyện bề á. Nhật có cái chuyện xấu á chứ. Cái bàn giò đó mình đi là nó mềm hiện động. Thầy thuốc sớm phải qua trời. Người ta chị thấy á, cho nó tắm nước sâu đi rồi thay thuốc. Cho nó tắm gì đó cho nó khỏe. Thay quay, đang quay luôn hả? Chị nào ta đi tắm thay trước. Tắm trước đi rồi ta lại nói là thuốc. Tắm là ăn trưa, nắng là lắm trưa không? Tắm là sáng không? Nó sáng. Nào, thôi tắm. Ừ. Tắm rồi mình hát lấy thuốc rồi cái nó hứt cái đó đó. Ừ. Chỗ này lấy nặng hết mũ ra cái nó cứng lại im ghê luôn. Ừ. Xẹp xuống luôn. Da nó dùng lại luôn. Em ơi. Chuẩn bị ghim cây thuốc mới. Rồi thay cây thuốc rồi đó ha. Bị chỗ này nó dùng xuống nó bị lột da luôn. Nó dập. Nó dùng cái nó dập nó lột. Bây giờ chỗ này nó còn nhức không anh? Không. Chỗ này hết nhức rồi ha. Bởi vì mình lấy mũ ra hết rồi nó hết nhức rồi. Bây giờ nó còn chỉ có đau ở chỗ vết thương á. Ông Tư nói cỡ một tuần nữa là lành hết rồi. Ừ. Nó to, nó kéo cho non, nó khô mãi chứ. Ừ. Khô mãi kéo cho non. Nó khô mãi là nó bắt đầu nó lành, nó lành. Lành. Nó ngứa. Dạ, đúng rồi. Có rồi. Nó lành nhanh rồi đó. Nó tiến triển nhanh. Giết về đừng mà cắt cỏ bò nữa kìa ông ơi. Nữa có đi rừng chặt củi rồi kia người ta mang ủng á. Ăn cái giờ ấy nó lên tới đầu gối. Bị đất ở trên đó nó mà rắn độc nhiều lắm. Đè cái thuốc đâu đè đâu. Đè vô nó thấm vô lúc ấy đó. Băng lại hết rồi. Im rồi đó. Cái này rồi ngu quá. Bây giờ nó đang lành rồi, bùi gùi nó bu lắm. Nhẹ giờ cái giò ổng nhẹ hửng luôn rồi. Hơn chén mũ luôn rồi. Nặng nó nhiều luôn. Cái chén máu nữa chứ không phải là mũ không rồi không nói. Cái chén máu. Máu
qua bữa sau là mình gỡ ra cái cửa gì máu bay ra y như mình cắt cổ gà gì hả, nó xịt ra luôn hả, bay ra khoảng hết đẻ cái nó còn chút miếng chanh vô mặt của nó nó bị làm gì rồi thôi để mày đè mạnh quá nó chanh vô mặt luôn. Bữa nay mình nó thấy nè, thấy nó nặng ra nó chảy ở đất xỉu à. Nó nhẹ. Hết rồi. Khỏe rồi. Vậy là hết giảm 80% rồi. Bữa nay chủ nhật Thợ nghỉ làm đường hả ông Tư? Nó kéo mấy tiếng. Dạ. Mới làm. Dạ, mai thứ hai bắt đầu làm mà. Ừ. Kéo mấy đồng hồ xuống thêm cái nữa kìa. Ừ. Nó tập trung đông nó mần chắc cái này 2 ngày 3 ngày rồi. Dạ. Vậy là cái vết thương của cái ông gắn cắn là khoảng 1 tuần nữa là lành hả ông Tư? Quá êm. Là hết 99% á. Dạ, tuần nữa là hết 99%. Bữa nay hết 80% mà. Quá êm mà. Cây này kêu bằng cây sứ cùi hả ông Dũng Tư? Sứ cùi Thái nè. Dạ. Cái này uống vô đi luôn. Còn nó có độc hả ông Tư? Độc rất cao. Dạ. Bán là 3 triệu không?